một không gian sống rộng rãi, thoải mái và tiện nghi là mong ước của nhiều người. Nhưng không phải ai cũng thực hiện được điều đó. Nhất là khi giá cả thị trường bất động sản đắt đỏ như hiện nay, thì không phải ai cũng đạt được ước mơ của mình. Việc lựa chọn những căn hộ diện tích nhỏ và trung sẽ đặt ra một vấn đề cho chúng ta là làm thế nào để có được một không gian sống như mong muốn. Làm sao để có được một căn hộ dù nhỏ vẫn đầy đủ tiện nghi mà vẫn mang đậm phong cách cá nhân của gia chủ. Minh Tuấn rất vui khi gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong chuyên mục Trò chuyện cuộc sống của chương trình Vui sống mỗi ngày, nơi mà tất cả quý vị và các bạn có thể chia sẻ được những giải pháp bổ ích và thiết thực trong cuộc sống của mình. Thưa tất cả quý vị, làm thế nào để tối ưu hóa không gian sống trong một diện tích nhỏ hẹp mà vẫn mang đậm phong cách của gia chủ? Đó chính là vấn đề chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. Vui sống mỗi ngày thân mến, mình vừa mua một căn hộ có diện tích 64,5m2. Số tiền mình có hầu như đã dùng hết vào việc mua nhà, nên việc trang trí nội thất cho căn hộ không còn nhiều. Tuy vậy, mình vẫn muốn có được một căn hộ đầy đủ tiện nghi và mang một chút phong cách cá nhân, rất mong được sự giúp đỡ của Vui sống mỗi ngày. Quả thật là một nhu cầu chính đáng phải không tất cả quý vị? Một ngôi nhà nhỏ, tuy nhiên vẫn phải đầy đủ tiện nghi và mang đậm phong cách của cá nhân. Chắc có lẽ là chúng ta phải đi gặp bạn ấy xem như thế nào nhé. Chào Trang. Chào Toàn, Toàn thấy căn nhà Trang mới mua như thế nào? Cũng đẹp, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Cảm ơn Toàn. Hôm bữa trước đó, Trang có xem chương trình Vui sống mỗi ngày, có một cái chương trình gọi là Nội thất thông minh. Nó nói về cách trang trí, tự trang trí nhà của mình. Và hiện tại bây giờ thì Trang cũng muốn tự trang trí căn nhà của mình theo ý thích của Trang. Nhưng mà Trang lại không tin tưởng lắm vào khả năng sắp xếp của mình. Hy vọng hôm nay Toàn và chương trình Vui sống mỗi ngày sẽ giúp Trang. Không biết là Trang muốn cái căn nhà của mình sẽ như thế nào? Trang muốn một căn nhà nhỏ, ấm cúng nhưng phải đầy đủ tiện nghi và mang phong cách của chính mình. Nhỏ, ấm cúng, đầy đủ tiện nghi mà lại có phong cách cá nhân của Trang nữa. Nhưng mà đặc biệt là tiết kiệm chi phí nữa. Chắc kiểu này chứ Toàn không giúp được Trang rồi. Nhưng mà Trang đừng có lo ha. Toàn thì không có giúp được Trang đâu, nhưng mà Toàn sẽ giới thiệu cho Trang gặp kiến trúc sư này cũng sẽ giúp cho Trang để lý giải những cái bài toán khó mà Trang đưa ra. Chắc có lẽ là mình đi gặp kiến trúc sư để giúp cho Trang trong điều này nha. Chúng ta đi nào. Chào anh. Đây là Trang, là bạn của em. Đang đến muốn nhờ anh tư vấn một chút xíu về một căn nhà diện tích nhỏ giống như là cái nhà mà anh Lộc vừa làm xong. Trang đây là anh Xuân Lộc, là một kiến trúc sư. Và Trang cũng có thể thấy là anh Lộc là chuyên thiết kế những căn nhà mà có diện tích nhỏ hẹp như thế này trở thành một không gian rất là rộng rãi và thoáng mát như mà Trang thấy. Nếu như mà Trang thấy được căn nhà này trước khi mà sửa thì Trang sẽ rất là ngạc nhiên luôn. Bây giờ thì chắc có lẽ là anh Lộc sẽ giới thiệu cho Trang là vì sao mà căn nhà mình có thể hô biến nó trở thành một căn nhà rất là rộng rãi như thế này ha. Thì khi mà anh nhận lời giúp cho bạn anh sửa căn nhà này lại là anh đã rất là thích căn nhà này rồi, vì nó là một cái căn hộ cũ ở trong một cái chung cư cũ. Nhưng mà mình sẽ làm nó mới lại, cho nó một cái sinh khí mới để mà bạn anh dọn về đây ở. Cái căn hộ này nó rất là nhỏ, bề ngang 4m và bề dài 8m. Đi vào bên trong kia là một cái phòng 4m và 4m. Như vậy thì gói gọn cái không gian phòng khách, phòng ăn và phòng ngủ. Hành lang này 6m2 và bếp với toilet. Thì tổng cộng cái nhà này xấp xỉ là 60m2. Bạn anh cũng đưa ra một cái yêu cầu là làm sao cho nó đẹp mà nó lại tiết kiệm kế và thi công sửa chữa trong vòng 2,5 tuần. Thì cái việc đầu tiên là phải đi lại cái hệ thống điện. Rồi khi mà mình sơn tường á, thì mình sơn phủ lên những cái ống tiếp đó luôn. Để tiết kiệm thì mình chỉ cần lăn một cái màu sơn, không cần phải bám mặt tiết gì cả. Cái vấn đề thứ hai nữa là cái sàn gạch rất là xấu. Nếu mà mình lột cái sàn đó lên, tốn công lột, tốn công chuyển xà bền, lại tốn công mua gạch. Cho nên anh chọn giải pháp là mình lát bằng cái sàn gỗ tự nhiên này. Ở đây anh tạo một cái sảnh vào để khi mà em bước chân vào đây thì là em không hoàn toàn là em thấy hết cả không gian, mà trước mặt em là những cái cây. Thì ở đây mình có một cái tủ giày. Đấy, và cái là đó, tủ giày đây cũng là một cái tủ trang trí. Mình có thể một cái bình để một cái bình hoa ở đây. Thì tất cả các đồ furniture ở trong cái không gian này là cho phòng khách và bàn ăn. Đấy. Cũng không ít ai nghĩ là một cái nhà nhỏ như thế này mà dám đặt một cái ghế nó to như vậy. Ghế này 1m1. Thì tất cả những cái đồ này anh làm rất là đơn giản thôi, theo đường nét thẳng thớm. Vì mình làm thẳng đơn giản thì nó lại tiết kiệm về giá thành. Nhưng trước đây có một cái cầu thang để đi lên trên gác. Nhưng mà cầu thang rất là xấu, cho nên là anh mới nghĩ ra một cái giải pháp là làm một cái tủ ở đây. Nó có hai công năng, vừa là tủ vừa là cầu thang. Ngôi nhà này có một cái điểm đặc biệt là
phòng ngủ trần rất là thấp. Đúng rồi. Tại vì cái ngôi nhà này á, trần phòng khách thì cao 3m2. Nhưng mà chủ nhà muốn thêm một cái không gian ở trên gác cho một cái phòng giải trí, đọc sách hoặc là thiền. Cho nên là mình chấp nhận có một cái gác thì cái trần này nó thấp. Chính vì thế mà trong này anh không có làm giường. Anh để hẳn một cái tấm nệm như vậy thôi. Vì phòng ngủ này hơi nhỏ, anh dùng giấy dán tường để tạo cái cảm giác ấm cúng và nó sạch sẽ. Giới thiệu với em, đây là không gian bếp và nhà tắm. Mặc dù là hơi nhỏ nhưng mà em thấy nó cũng đầy đủ hết tất cả những tiện nghi. Nếu mà cộng tổng cái chiều dài hai bên lại thì nó cũng cũng bằng một cái bếp 3m rưỡi. Em cảm thấy rất là thích thú bởi cái một cái đặc điểm riêng của căn nhà này, đó chính là giữa cái phòng khách, phòng ngủ nối với nhà bếp bởi một cái hành lang rất là dài mà được trải đá và trải sỏi, nhìn rất là đẹp, giống như là mình đang đi vào một cái chỗ nào đó rất là giống như spa chứ không phải là giống đi vô nhà bếp và nhà tắm. Đó là ý đồ của anh. Tối đa hóa công năng sử dụng luôn là yêu cầu hàng đầu trong việc thiết kế nội thất cho nhà có diện tích nhỏ, đặc biệt là nhà chung cư. Những căn hộ từ 40 đến 80 mét vuông vẫn chiếm đa số trong các căn hộ chung cư tại các thành phố lớn. Để tiết kiệm chi phí, rất nhiều hộ gia đình đã phải xây dựng từng phần. Nhưng việc này thường làm cho căn nhà trở nên không đồng bộ, dễ bị lộn xộn, tạo cảm giác chật chội. Giải pháp mà kiến trúc sư đưa ra là hãy thiết kế đồng bộ một lần, sử dụng chất liệu và tông màu đồng nhất để giúp cho căn nhà không chỉ đáp ứng được nhu cầu tối đa hóa công năng mà còn hài hòa với kiến trúc tổng thể. Chắc có lẽ là với những gợi ý của anh Xuân Lộc thì Trang cũng đã định hình trong đầu mình là sẽ làm như thế nào để cho ngôi nhà của mình nó thật là đẹp mà chi phí nó lại hợp lý nữa Trang ha. Dạ, đây đúng là những cái điều hữu ích mà em cần cho căn hộ tương lai của em. Rất cảm ơn anh Xuân Lộc rất nhiều ạ. Cảm ơn anh Xuân Lộc. Toàn ơi, Trang có một cái khó khăn nhỏ, đấy là đây là lần đầu tiên Trang tự trang trí một cái căn hộ của mình. Vậy thì làm sao đấy Toàn? Chắc có lẽ là Trang cũng hồi hộp. Thật ra là bên cạnh những cái chia sẻ của anh Xuân Lộc á, thì Toàn có một người bạn cũng làm nguyên cả một cái nội thất của một ngôi nhà diện tích nhỏ như Trang mà chỉ có tốn từ 30 đến 40 triệu thôi. Chắc có lẽ là hai anh em mình cũng sẽ qua bên kia để xem thử như thế nào hết trơn ha. Đồng ý. Cảm ơn Xuân Lộc. Rồi. Những căn hộ chung cư nhỏ hẹp hạn chế về chiều cao thì sự đồng bộ về chất liệu và màu sắc sẽ làm tăng không gian cho căn phòng. Những màu sơn tường, trần đồng gam màu sáng, nhạt như trắng, be, xanh bạc hà nhạt sẽ giúp tăng chiều cao cho căn nhà. Thiết kế ánh sáng hài hòa, nhẹ nhàng sẽ giúp cho căn nhà có chiều sâu hơn. Bạn phải hạn chế tối đa những chi tiết sườm xa, sối mắt cả đèn ngủ, đèn trần, các chi tiết của tủ, kệ. Sự tối giản giúp không gian trở nên hiện đại và hài hòa hơn. À, anh Toàn ơi, đây là một căn nhà rất hợp với phong cách của em rất thích là cái gương này. Em chị chị tên là Tường Vi. Chị Vi. Em không biết là có phải chị là người thiết kế căn nhà này không ạ? Thực ra là Vi không phải là kiến trúc sư đâu, mà Vi là một người bạn của Toàn và Vi là người chọn những cái vật liệu như thế này và set up nên một căn phòng như thế này đó. Tại vì mình cũng là công nhân viên bình thường đi làm thì thu nhập cũng có nhiều. Cho nên là để mà với lại tính của Vi cũng hơi cầu toàn, cho nên là nếu mà mua một cái bàn ghế hay là tất cả những vật dụng mà đóng sẵn ở ngoài á, thứ nhất là nhà Vi nhỏ không có đủ cái diện tích để cái size đó vô dừa. Cái thứ nhì là vì có những kiểu là mình không phải kiểu nào mình cũng thích toàn bộ những cái kiểu dáng ở ngoài, và có những cái mình không thích nhưng mà mình không biết làm sao để sửa chữa nên. Và chắc có lẽ là mình tự tay thiết kế, tự tay chọn từng món đồ như thế này thì mình càng yêu thích nó hơn mà mình quý cái căn nhà mình hơn nữa ha Vi. Đúng rồi, tại Vi thật ra là Vi rất tự hào về căn nhà của Vi, tại vì hầu như bạn bè nào tới cũng thích và rất là khen và muốn ở đây, là muốn Vi thậm chí nhờ Vi design dùng căn nhà giống như vậy cho bạn bè của Vi. Cái thích nhất là khi mình, nghĩa là mình enjoy được cái chuyện đó, là khi là mình tự đi mua đồ, mình tự đo size trong nhà của mình, mình muốn sơn màu gì, muốn bào thế nào, muốn hình vuông hay hình chữ nhật hay là bất cứ cái size nào mình muốn, mình đều có thể điều chỉnh được theo ý của mình. Trang gặp đúng người rồi đó. Bây giờ là có thể là chia sẻ được rất là nhiều những thứ mà Trang cần và nó phù hợp với điều kiện kinh tế của Trang nữa. Tại vì cái xu hướng mọi người đang quay về cái xu hướng mộc tự nhiên, và pallet này là cái gỗ nó tự nhiên và nó thấy vân gỗ luôn, nên là mọi người sử dụng cái pallet. Hơn nữa là pallet rất là rẻ, nhẹ nữa, rất là nhẹ. Vì có thể di chuyển được khắp mọi nơi trong nhà mà không có sợ là nặng nhọc cái gì hết trơn đó. Nên chọn chất liệu đồng nhất, nếu là gỗ nên chọn cùng một loại vân. Chọn những vật dụng đa chức năng, ví dụ một loại ghế có thể để bàn ăn, tiếp khách, làm việc. Nội thất thông minh là một lựa chọn lý tưởng giúp cho căn nhà nhỏ gọn.
Nếu đồ đạc quá nhiều, bạn nên chọn một mảng tường nào đó để làm tủ âm tường từ chân đến nền nhà. Nó giúp căn nhà không bị chia cách quá nhiều, tiết kiệm và tối đa hóa diện tích sử dụng hơn. Không nên chia cắt không gian nhà bằng vách tường, cửa. Mua đồ nội thất nhiều lần, nó gây ra tình trạng không đồng nhất và bừa bộn. Để Vi giới thiệu thêm một số công năng của pallet cho Trang dễ. Ví dụ như mình có thể sử dụng đóng kệ giày. Thì những cái thanh này là từ một cái miếng rất là to, thì mình có thể gỡ ra, mình đập, mình ghép lại với nhau thành một kệ giày. Mình cũng có thể ghép sát lại với nhau, trát bột lên mặt bàn và sơn lại thành mặt bàn để làm việc. Mình cũng có thể điều chỉnh cái thước của cái pallet. Mình có thể làm thành một cái ghế ngồi mô đun từng miếng như thế này. Và cái chiều cao đó, tùy theo mình có thể chồng lên cao hơn và thành một cái ghế cao. Cái này cũng là một thanh trong cái một cái miếng pallet to. Mình gỡ ra một thanh mình đánh đóng lên một cái kệ trên tường. Cái này nhìn thấy dễ thương ha, nhưng mà không vì tự đóng á. Nghĩa là coi kiểu xong rồi nhờ thợ đóng cho mình. Không cái biết này là giá bao nhiêu ha Vi ha? Cái này tổng luôn chi phí là khoảng 1 triệu rưỡi thôi. 1 triệu rưỡi cho một cái ghế như thế này. Rất rẻ đúng không? Trong khi mà đi ra ngoài mười mấy triệu, là gần 10 triệu đó. Vi chia cái không gian á, từ cái bàn làm việc nè ha, chỗ tiếp khách nè, chỗ để tận hưởng nè. Và chỉ cần một số biến tấu nhỏ nhỏ thôi để ngăn cách với không gian mà phòng ngủ riêng tư rồi. Cảm ơn Toàn. Như hồi nãy, như từ bên đây là cái pallet nguyên thủy, thì mình có thể tháo ra và mình đóng thành những cái module nhỏ như vậy. Đây là những cái cục rời với nhau nè. Thì mình thứ nhất có thể sử dụng thành một vách ngăn nhưng mà không có cách, thì mình không gian nhà mình nhỏ, mình có thể thoáng và mình để như vậy, và mình có thể tùy ý thay đổi cái vị trí của nó, rất là linh động. Ngoài ra nếu như mà khách đông quá cần ghế ngồi, nó cũng thành một cái ghế ngồi nhỏ, một cái bàn nhỏ cho mình. Đây là cái giường của Vi nè. Thì Trang thấy không, là từng miếng pallet ở ngoài Vi mua về để nguyên như vậy, và chỉ chày giấy nhám và sơn này thôi, thì giá có khoảng 500.000 thôi. Wow. Rẻ chưa? Rất rẻ đúng nhờ. Không? Và cái giường bằng pallet như vậy rất là cơ động. Ví dụ như nó là giường đôi, nếu khách đến chơi hoặc là cần tách ra hai giường đơn thì chỉ cần xê dịch kéo ra. Vi rất thích xài đồ sành của Việt Nam mình, thì tất cả những chén dĩa của Vi là mua Bình Dương mua. Đó là một cái dựa đồ gốm, sao mọi người biết rồi đó. Mua đồ gốc rẻ hơn. Đúng rồi. Thì những tô như vậy nè, rất là chắc, thì khoảng chừng 3.500-4.000 một cái thôi. Chỉ là mất công mình phải đi xuống Bình Dương mua, nhưng mà mình lựa rất là nhiều kỹ lạ và ở đây không thấy bán. Và ngoài ra là gỗ không, thì thật ra nhà mà nếu mà gỗ nhiều quá thì nó cũng hơi cứng và nó hơi bị nặng nhà, thì Vi cũng trang trí thêm một số cái vật dụng nhỏ. Đây là những cái món quà kỷ niệm của Vi. Đây là những bức tranh Trang có thể làm, tự làm được, Vi cũng tự làm. Đó là Trang lên mạng lót cái hình này về, sau đó ra một cái tiệm ảnh, thì tiệm ảnh đó họ in cho mình trên cái chất liệu này luôn. Và bức này thì khoảng 40-50 ngàn gì đấy, còn bức to hơn thì khoảng 90 ngàn. Cỡ đó thôi, rất rẻ. Không biết là sau khi mà Vi giới thiệu toàn bộ ngôi nhà như thế này thì Trang thấy như thế nào? Từ đầu Trang đã nói với Toàn là Trang rất thích một kiểu nhà như thế này rồi. Như vậy là thôi, lỡ giúp Trang rồi giúp cho tới cùng luôn Vi ha. Vi có thể lên giúp là một cái kế hoạch để mua những thứ gì và những vật dụng gì và thiết kế như thế nào cho một ngôi nhà diện tích nhỏ của Trang nha. Ok, đồng ý. Quý vị và các bạn thấy như thế nào? Chỉ với một chút khéo léo cộng với tình yêu dành cho ngôi nhà, thì việc biến một căn nhà nhỏ trở thành một nơi đầy đủ tiện nghi và cũng như là phù hợp với sở thích cá nhân là điều hoàn toàn có thể. Với sự tư vấn của kiến trúc sư Xuân Lộc và bạn Tường Vi, thì bạn Trang của chúng ta đã làm được điều đó rồi.